nó mạnh luôn đó trời, ghẻ không vậy? Còn ăn các bạn ơi. Bên đây, bên đây. Ăn hai cân lực luôn. Đây, công dụng của thức ăn là đây. Đó. Cuối cùng thì cũng lên được một con cá nha các bạn. Rồi Trường xin chào tất cả các bạn luôn ha. Đó, hổm gài không có đi câu cá được các bạn. Rồi hôm nay anh rảnh được chút, hôm nay đi câu cá nha. Chỗ cái bãi cũ nha các bạn. Cá nãy giờ Trường thấy nó cũng nó quở ngục nãy giờ quá trời nè. Rồi Trường hôm nay Trường câu máy chứ không có câu tay nha các bạn. Rồi, đây ra cần sẵn hết trơn rồi nè. Mồi vẫn là cái bài mồi quyền thoại của mình đó nha. Rồi, thôi bây giờ để Trường ăn câu nha. Cá nục quá trời là mê quá các bạn ơi. Rất là mê luôn, nhìn rất là mê. Mới lôi từng này nè, nó mạnh luôn đó trời, ghẻ không vậy? Còn ăn các bạn ơi. Hai cân lượt luôn, bốn chân trời, ăn hai cân lượt luôn các bạn. Còn không đây, lôi hai cân lượt luôn á. Còn ăn cần này, còn ăn các bạn ơi. Nhổng luôn bên luôn coi. Cần này còn đang ăn luôn kìa, chưa bỏ kìa. Mạnh luôn á. Dính nè các bạn ơi. Dính này, cá này hơi nhỏ rồi. Nhỏ. Đây, lên hàng các bạn. Em hay mini. Bởi vì nó không có lôi bên nổi, nó lôi dừa hả? Vậy có cá lên không các bạn? Lên. Con cá á mà cá nó không ăn không dính gì hết trơn á. Gì trơn á.
Rồi công dụng của thức ăn là gì? Đây, công dụng của thức ăn là đây. Đó. Cuối cùng thì cũng lên được một con cá nha các bạn. Thật sự đây không biết con cá này là con cá gì luôn nữa. Nhưng mà khi gánh gỏi thì không biết làm gì. Ngồi mà đợi câu để hoài nó không thấy ăn. Cho nên thức ăn, công dụng của thức ăn là nó đã cho mình có được một con cá. Cá này mình không biết kêu bằng cá gì nha. Công dụng của thức ăn là gì? Đây, công dụng thức ăn là đây. Đó. Cuối cùng thì cũng lên được một con cá nha các bạn. Thật sự đây không biết con cá này là con cá gì luôn nữa. Nhưng mà khi gánh gỏi thì không biết làm gì. Ngồi mà đợi câu để hoài nó không thấy ăn. Cho nên thức ăn, công dụng của thức ăn là nó đã cho mình có được một con cá. Đây. Cá này mình không biết kêu bằng cá gì nha. Ăn các bạn, cơ. Mấy lôi các bạn. Đó là cái con kìa. Ăn kìa. Xiết luôn thôi. Nó đá cái ghẻ không các bạn? Còn nó cặp ăn, nó cái ghẻ hoài kìa. Thẳng luôn coi. Nhả rồi. Nhả hay gì vậy? Ui, còn. Dưới này các bạn ơi. Bự hôm nay không biết. Trời, dính cá chốt nữa rồi. Dưới này các bạn nữa nè. Trời ơi, cá chốt không ta? Trời ơi. Thua luôn các bạn ơi, dính cá nhỏ không rồi. Nó ăn quá trời ăn luôn mà cá nhỏ không rồi. Dính cá nhỏ gì không? Đây các bạn, nhỏ không? Tình hình là cá nhỏ nó ghẻ quá trời ghẻ luôn rồi. Nãy giờ dính được hai con cá chút xíu siêu mà nó ăn mồi liên tục luôn á các bạn. Nó ăn quá trời ăn. Đó, nó còn quẩn hoài chỗ này nè. Cái này chắc mình tối mình câu nó mới có cá bự chứ giờ này câu không có rồi. Rồi vậy thôi, chắc thôi dừng nghỉ các bạn ơi. Có gì để tối rảnh mình đi câu tiếp ha. Chứ giờ dính cá nhỏ không à. Rồi vậy thôi, chắc Trường dừng đây. Các bạn xem nhớ bấm like đăng ký để ủng hộ cho Trường ha. Rồi vậy thôi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau của Trường nha.